Luôn em chào mừng anh em đấu lại với channel của mình. Thì tập trước thì mình đã kích hoạt cái phiến đá Anomaly này rồi anh em ạ. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là đi tìm hết tất cả các loại thực thể để nâng cấp cái phiến đá này lên level cuối, để mình có thể làm cái ending của Anomaly này. Thì cái DLC này nói chung là tôi cũng không chịu có rành nó lắm đâu, chờ tới đầu nghiên cứu tới đó thôi. Như là cái quả này thì tôi thấy cái nhà tù này xây có lẽ là hơi lỗi, có lẽ tôi sẽ phá đi xây lại nó một cái. Tại vì nó có một cái máy gọi là máy sóc điện anh em ạ, mà phải để nó hai ô phải, và để nó một khoảng cách để nó chích điện vô đây. Mất bộ phải phá này đi, cái này nó không có đủ khoảng cách đấy. Rồi dở đóng rồi ra tiêu đi. Tập này thì chắc là đem quân đi đánh rồi, chắc là đem quân đi đánh rồi về phía đông rồi, để lấy cái pháo laser không gian. Tinh tơ đinh. Rồi tôi cũng xây lại nhà tù luôn. Giờ chắc xây lại nhà tù luôn em ạ. Không cần phải để cách phòng nữa đâu. Tôi xây mấy cái máy chích gen này luôn. Chứ mà chích gen anh em trong đế chế thì chích không nổi. À lộn, không phải là chích không nổi mà là không kịp tiến độ rồi. Này bắt buộc phải nghiên cứu gen để nâng cấp một cái gen mạnh hơn nữa cho Yuchi. Để Yuchi tiến hóa thành Medlot anh em ạ. Gắn cái Medlink vô Yuchi để Yuchi biến thành Medlot. Quả này tôi để cái radar đi để bán gen luôn. Rồi. Ok. Hôm nay thì thả Sigurd Moon ra. Thả Sigurd Moon ra, gắn cái là điều hòa. Gắn cái roi quay lên. Đấy, gắn cái roi quay lên cho mấy anh em tộc tộc quỷ nè. Mấy anh em tộc quỷ có cái gen dễ bị si chết đấy. Nó gắn cái này vô thì nó sẽ giúp cho anh em tộc quỷ đỡ bị si chết hơn. Nhưng mà nó sẽ bị giảm vẻ đẹp anh em ạ. Bàn tay lĩnh vực. Rồi. Giảm vẻ đẹp thì khó cứ vợ thôi, kiểu vậy. Mà không sao. Đi đi. Xây thêm mấy cái giường cho vài anh em. Giường tôi đang khá là nhiều. Tôi cũng chưa kiểm kê giường với lại cái này nữa. Mai kia phá xong này đi. Này chắc xây bằng thép luôn chứ giờ uranium không đáp ứng đủ điều kiện để xây cái đống này rồi. Thép đâu? Điều 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 điều. Cười. Rồi. Giờ vấn đề của mình là đợi cái máy gì thôi. Cái máy điện thôi, sóc điện ấy. Nếu mà cái máy sóc điện nằm đây hai ô đúng không, chích thẳng vô đây, cánh đây ô chích thẳng đây. Ừ, xây cái cửa này rồi vậy trước cá đi, xây một cái tương tự như vậy vô đây. Đây là tầm mấy ô, 6 ô. 1 2 3 4 5 6, ngay đây kéo 4 ô này. Rồi sẽ ít cỏ một xíu để ăn. Mà tôi cần cái chỗ này. Chỗ này chắc giờ là ok rồi đấy. Còn chưa ok thì xây lại thôi chứ không gì hết. Rồi. Đủ phòng trồng cỏ hết luôn đi.
ơi. Còn đây mở rộng ra, trồng nhiều vải vô quá, cần vải quá. Xong. Khu vực xây, khu vực mái nhà xây đây, xây đây rồi. Xây thêm mấy cái đèn nữa là 6 ô hả? 6 ô, 4 ô. Chiếu đây luôn. Dạ, gà tay tự thường quá. Ok. Điều 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 điều. Nó quả này hình như nó sai sai cái gì vậy? Cần chiến khủng khiếp này nó sai rồi. Ủa, DDL là bắn súng mà. Không, DDL cận chiến được cho tôi đủ chuyên ngu, tôi gắn cái gen này vô. Đúng rồi, đúng rồi. Làm sao để tẩy gen lại cho DDL ra? À, khó chịu luôn. Gà tay tự thường quá. Đang diễn ra Haman với lại quân chương đang muốn nhìn đường ngon. Haman quân chương cưới nhau rồi, mình như đang thiếu cái giường, cái giường đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, chứ mẹ gì nữa. Lại 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 Kito, lại lại điều 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 điều. Ok. Giam giữ không đầy đủ, để đi xuống đây đào uranium cá. Rồi để xong cái không lỡ đi, xong không lỡ rồi anh em đi đánh nhau. Bây giờ mời đám cưới đang lúc hoàng đế đang muốn đi đưa anh em đi biển chinh đấy chứ. Giờ mà không ai tham dự đám cưới quân chương với Haman thì mọi người lại buồn mất. Cái đó má cộng điểm ghê lắm anh em ạ. Giờ làm sao cho DDL trở lại như bình thường trời. Má cái gen là một cái gì đó khá căng. Lọc lại gen không được ta. Mất bù gì. Quả này DL phải xem cận chiến vẫn mạnh. Nhưng mà đủ không gắn cái gen này vô á. Cận chiến lỏ kẹ luôn rồi. Cho DL bắn súng đi. Rank. Ok.
Khi nào á, không có thời gian nhất định á, trong vài ngày tới rồi sẽ tới chứ không lễ. Má đang đi đánh nhau tổ chức không lễ mà ngoài chiến trường luôn thì làm vỡ mồm. Nó cũng ok. Nhưng mà tôi muốn tất cả anh em đều được hưởng cái bút đó. Cái bút đó sẽ giúp cho mình đỡ mèo đau trong vòng nửa năm á. Cộng ghê lắm. Xây này bằng thép hơn quá. Rồi đủ không xem uranium, không có uranium để xây chứ. Uranium giờ để làm đạn đi. Trồng rồi mà ở đây vẫn chưa thấy trồng gì hết. Tiếp theo là sàn nhà sơn màu đỏ, đổi cho 4 con này vàng. Vàng cho mấy con này xanh. Ok. Sơn vậy nhìn cho đẹp. Không biết vùng vùng nguy hiểm, vùng ăn, vùng giao tranh. Rồi vùng này bắn không tới, vùng xanh lá là vùng an toàn, vùng bắn không tới là nó bắn không tới mình cũng bắn tới nó. Nhưng mà sẽ có vài con bắn tới mình như mấy con súng nhắm chẳng hạn, nhưng mà đậu không súng nhắm của mình cũng bắn tới nó luôn.
Này chắc chuyển qua kiếm lá steel đi. Hùng mưu cắn này vô luôn. Tôi coi chỗ này còn bao nhiêu ngày. 46 ngày. Hả, chắc được rồi. Đưa quân đi thôi. Cảnh đồ không có vũ khí à. Đánh nhau thì tốt nhất là em bên xạ thủ. Anh em xạ thủ và anh em cận chiến. Để thanh tẩy lại, thanh tẩy với Hinder đi đào đi. DDL. Thanh tẩy, Hinder. Thịnh Di. Thịnh Di chắc là tôi sẽ bắt lại. Thịnh Di tôi bắt lại để cải đạo. Cảnh luôn. Hồng Bờ Gô nhà nghiên cứu đi. Rồi. Ok nhở. Anh tẩy Thunder đúng không? Yuchi để lại. Yuchi dẫn Russo đi giao thương. Go. Nhiều quá, nhiều quá. Rồi, tấn gửi rồi. Go. Cảnh đại liên của Bru đây. Tiếp theo là đi xuống đây. Đi xuống đây chúng ta sẽ có thanh tẩy với lại thanh đờ. Sáu trăm ký. Ok. Tiếp theo là Yuchi lấy cái đống tiền mà mình chưa lấy lại nè. Yuchi với lại Russo. Ok. Thuốc lá 81, bạch phiến 56, bạch phiến 56. Còn gì đâu. Cái bán hai cái, bán năm vũ khí thì chắc cũng được mấy ngàn tiền á, má nhiều lắm. Giờ mấy vũ khí rẻ rẻ bán hết. Tiểu Liên nè. Cũng khó giữ lại nè, bắn tỉa bắn lưu, súng nhắm cũng ít khi xài. Súng máy này, bơm khói độc, súng nhắm, súng nhắm, súng nhắm. Ok. Style lại bán gì đó. Đọc bán này luôn. Bán gom này mẻ lớn luôn ấy.
chục. Bia bạch phiến thuốc lá. Rồi, rồi đi. Quên. Go. Đám cưới đã đi xong vụ này đi rồi, giờ làm đám cưới mà cô ơi. Điều 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 điều. Trồng trọt rồi này bóp chữ. Là phải làm thêm một cặp tay lĩnh vực nữa. Rồi. Cho quán thú về tập trung về cái việc bưng gì đi, bưng đồ đi. À, chứ mai Kỳ mà đi xây mà Kỳ còn phải đi bưng cái đống này thì lại tốn quá tốn thời gian. Quá tốn thời gian cho Kỳ. Anh em xây dựng làm việc không hiệu quả. Tung 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 tung. 20 cái linh kiện cao cấp. Dưới level 15. Chép dán rồi này để đây phá này phá này cái này giờ qua đây phá này này giờ qua đây rồi ok. Sao chỗ này tối tối ta? Phải không? Chứ gì nữa? Bộ lá chắn thấp áo. Số này vẫn chưa ai làm gì. À quét sạch đồ nhà luôn. Sạch con. Đó, mà để bọn người máy mà nó vô đó bưng phụ. Thì vô chi với là rút xô đi nhanh được. Sigurd Moon. Nhiều nữa.
tưng 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 đi chửi gì má, trồng cây cũng nguyên nữa bà gu, đống cây này chưa trồng nữa nè. Làm quả sơn cái sàn này là hết chàm luôn á, chứ tôi nghĩ là tôi không trồng nóng quỷ đâu, quả này làm mẻ chàm đi. Xây thêm ít điện nữa nè. Ok. Này tất cả anh em không cần cắn thuốc tăng lực vô đi. Làm tóc con mẹ độ lên. Rồi. Cái này vẫn chưa xây này đúng không? Cái đống đậu quân này khi nào mới di chuyển thì không biết. Có khi hình tẩy hình đợ xong rồi thì vẫn chưa đi tiến quân đi đánh nhau nữa. Kỳ má, Minh Phương vẫn đứng chỗ ship một. Hồi nãy đứng chửi gì giờ chịu chuyển qua chửi shipper má, chửi từ sáng tới tối luôn. Chuyển từ tối tới sáng. Đúng rồi, đang đứng chửi đây. Nếu căng. Chữ rất căng. Ui, xây xong rồi. Chưa mới 70% à. Hồi đút xô vô chi đi đó, anh em quân đội vẫn chưa chịu nhúc nhích, vẫn không thấy có một sư nhúc nhích gì ở đây. Duy bắt thịnh Duy lại đi, quên mất. Good.
Ồ, không tới nơi luôn mà mấy người kia vẫn chưa thấy nhúc nhích. Phục kích. Sợ vậy? Sợ vậy? Cút ngay. Gì nữa? Lửa tàn hình rồi. Ghê rồi. Mày gì kiếm mối không bự gu? Mày gì kiếm mối không bự gu hả? Vô chuồng lại liền. Giỡn giỡn cho vô chuồng nằm liền. Thôi mà không giết nó, đợi nó nghiên cứu một xíu. Lần nghiên cứu được có không phải mấy điểm à. Má, sao anh em vẫn còn đang làm gì vậy? Xíu rồi nắm nháo bên phương. Không ai bị gì hết. Mấy người trong quân đội chịu đi rồi. Má, cuối cùng cũng chịu đi. Nhanh dùm cái mấy bà gu ơi. Bớt mấy con bò sữa đi. Này, trung thành với trung thống à. Bớt mấy con bò sữa. Tát chắc nó đi. Đội con này có thai. Cười. Ôi Tát vô đám nhà ở hình si. Mày lựa đúng người quýnh rồi. Nhưng mà này quýnh căng. Căng không? Không căng lắm. Hình như chơi được. Thằng nhóc 13 tuổi đánh nhau với thằng nhóc 16 tuổi. Hình như thằng nhóc 16 tuổi đánh trước thằng nhóc 16 tuổi có trên cơ rồi. Đội đề 3 trước. Đề 3 trước là có lợi thế. Mình phương vô đóng nó luôn đi. Đề 3 trước là có lợi thế nè. Đủ không đóng gãy chân hình gì luôn. Căng này. Cười. Bác sĩ. À, vẫn đang thiếu gì vậy? Má à, phải cứt mấy bà gô còn ngủ. Rồi luôn, má giải tán luôn. Giờ này thấy đi giờ là thấy còn dài là thấy xong rồi đó. Đứng nó nằm nó ngủ luôn cha rồi. Chắc không đủ đồ ăn. Này xong rồi. Còn quá tốc độ. Tốc độ mình đi xuống đây.
Rồi. À, Rô ơi, người ta đứng đợi Rô đủ, không Rô vô nhà ăn uống ngủ nghỉ nữa. Còn mắt lót với đồ con chưa hỏi gì. Nhanh con mẹ nó dọ lên. Thấy còn hai bà gu thôi đó. Gen Z meltdown. À. Chịu. Ngày đứng đợi kia, kia đứng đợi người nọ xong lát giật 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 từng đứa meltdown quá. Game game có khi chế tập hợp nó chán độ họ, nó chán đi thì cắm cái đầu ra mà đi luôn đi. Người này đợi người kia đợi người nọ xong rồi độ họ nó không ra hệ thống gì hết, ngồi luôn hả? Hay gì sắp chết đói luôn nè, sầu vãi cái cức. Cảnh đi lấy đồ đúng không, nhanh con mẹ nó dò lên. Đó, vậy đi ra đây mà ngủ đờ phát. Cái gì đập bởi em lung la. Để này vô đây. Xe nhanh vậy. À, chưa kịp để vô nữa. Vậy được. Điều 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 điều. Sàn kim loại. Ok. Cái vận chuyển bị rơi. Ai đây? Đồng minh hả? Phải cứ thằng này làm sao cứu kịp gì. Nhanh 1 tiếng, 1 tiếng bộ thôi tới chạy cứu đồng minh đi. Hồi này chuẩn bị vô đây bay một này, bữa này để đi đây 2400 bạc hả? Sau đây không có điện nữa. Rồi ok. Má
tôi mới vừa đem quân ở ngoài luôn. Pháo 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 binh. Ủa, anh em không đi thì rượu không ở nhà đếp nhà thôi. Ok, đợi lệnh. Rồi nó đập căn cứ đây là quốc luôn á. Mấy thằng lừa người hú của thằng nóng. Má từ ngày quân chương lên làm đủ tướng quân cái đủ không mấy người hú nó kéo tới như điên. Hãy lên. Nhanh lên, đủ nhanh lên. Các bạn ừ lụm nó ừ thôi đợt một đợt bắn nha thôi đi gì mà đồ hộ bắn pháo ấy tôi thấy là có tiền về đó chỉ là mình đánh nhanh hay không thôi để tôi nó bọc vòng gần sau đi rồi đưa người ra đây bắt nè năm người ra đây chuẩn bị sẵn rồi điều 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 điều. Tao tới đây để xin lại 7.000 tiền từ đóng vũ khí đổ xuống tiền rồi chưa tính là đóng da của mình đâu coi nó còn gì để mua Blastbill Luciferium có bán luôn thôi bán 20 cái không mua có gì nữa bán đơn kiếm búa xét luôn. Quán gì súng gì không? Súng tên lửa hai nào mua. Cái Joe Win có không? Joe Win chắc là trước mua rồi, thuốc lá. Đồ vô đủ nè. 82. Rút. Đây. Đồ nhiễm khuẩn à. Má này em để bấm lộn cái chích mẹ luôn. Phơi người luôn á, thiệt hại nặng luôn. Đó. Bấm cái mất má 7.000 mấy bạc nó phơi người luôn. Lấy nữa nhiều thằng nằm á chuẩn bị chuẩn bị độ họng thuốc men đồ hết đi đi tới đâu rồi anh em bắn súng chuẩn bị bằng ghi xuống đây má mưa to anh em u rồi mọi người bắt người đi go
Rồi tôi đếm mấy năm người luôn mà ta. Chắc một hàng ngẫm rồi. Má mưa to quá anh em ơi. À, mình không điều khiển nữa chứ, mang theo nè. Mang theo. Là tiền đó. Đây. Ừ, cứ vậy đi rồi tụi nó chia làm phân nửa quân lực ra. Bên đây đã đủ không? Tụi nó gần vô tới rồi. Anh em bắn súng vào vị trí vũ này. Hoàng đế tươi đen đứng cổ vũ cho anh em. Simos không có vũ khí, Simos về. Hùng bờ gu cũng đây. Rồi. Đây là vẫn đang cầm vũ khí cận chiến luôn đây. Tươi đen qua đây. Ok. Hoàng này có hàng nóng vậy? Hiện tại là chưa thấy có. Hồi có hàng, có hàng nóng ở đây. Rồi. Điều. Vào vị trí. Quỳ hoàng đế Titan. Đây ok chưa? Đây chuẩn bị vô tới. Đây đang đi lên. Bọn này đang chuẩn bị vô công. Má nó chơi xuống nhắm kìa. Núp đây. Ủa linh kiện. Ừ anh em ở đây đứng đây đợi đi. Chứ mà đụ không để ý bên đây má, nó dán thằng nóng vô nó bắn. Bỏ mồm á. Này có lừa thì cầm khiên nữa nè. Tôi nghĩ anh em cận chiến nên ra đây đứng đợi sẵn đi. Đợi sẵn giết, thứ nhất là cầm khiên, thứ hai là tên lửa quỷ diệt. Gom được hai đó là ngon. Nè lừa tên lửa quỷ diệt nè. Hôm nay không sợ. Chờ họ đi. Bên đây có lũng không vậy? Bên đây không. Bây giờ đốt đồng lũ bắp của tôi thôi. Đù dậm mì luôn, quá đã. Đù này là thủ lĩnh của nó nè. Rất anh dũng. Rất kinh. Súng quỷ diệt vô tới chưa? Gần. Ừ nha, địch vẫn còn nhiều lắm. Thằng nào cầm súng quỷ diệt trời. Vô. Vô hết chưa? Rồi, vô hết rồi đúng không? Rồi, mất khiên rồi đúng không? Lên. Chạy, sao không khôn? Má, sao không tỉnh? Tỉnh rồi xong vào vị trí ngồi lụm tiền rồi đó. Mấy thằng mà nãy đi theo tôi nay là tụi nó còn sẽ có cơ hội được sống.
Ông là mấy này chết chắc rồi. Tụi mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Chém đi, chém thoải mái đi. Đồ sát tụi nó. Nên giải tán. Từ từ anh ra. Còn nào xấu không? Này 2 tiếng rồi bỏ nó đi. Cứu kịp. Nó nằm trong đó cạn đó sao cứu. Nhờ. Khó, khó chịu. Tụi mày đã bị bao dây. Tụi mày đã bị bao dây. Không có đường lui đâu. Lũng. Này. Nếu mà có ma rồng ở đây thì cứu kịp. Không, không có rồi. Chịu rồi. Anh em qua đây đi. Trận tiếp theo. Hâm anh ra bắt này vô cái. Này 9 tiếng bắt được. Có thằng đúng thằng kia còn sống. Giải tán. Ở đây DL bắt luôn đi. Không bự u nè. Rồi thằng Sam nữa nè. Sam. Kê chưa? Rồi. Mày thì đốt đốt đầu cánh đồng bắp của tao này. Cái giá tụi mày phải trả. Qua đây chuẩn bị vô. Qua đây đào đường xong rồi. Qua đây cũng chuẩn bị vô rồi. Ok. Má quá nhiều mặt trận vô Titan. Điều 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 điều. Này nó có 2.000 tiền đúng không? Không có bán gì ngon hết. Nó mưa to quá anh em à. Trạng thần này thì chế được. Huyết thanh chiến binh. Huyết thanh nhìn thấu hư vô. Này là tăng tốc độ nghiên cứu hư vô. Last steel vô. Còn gì để đáng để mua nữa không? Không có gì đáng để mua nữa hết. Năm mươi. Bảy mươi. Ok. Giải quyết ông này đi. 65. Thứ tôi cần là 75. Thôi kệ. Lui. Bên này đánh xong trận này là bên đó đào xong á. Go. Ôi tụi nó gai rồi quá tụi nó đông. Chơi. Má này cần chiến ít vậy. Tăng được. Má quá lực cỡ này. Súng bắn. Chịu nổi không? Tụi mày chịu nổi không? Trận chiến đâu ít nhưng mà độ hóa lực tao hơi kinh. Hóa lực hơi kinh. Đấu súng, đấu súng nè má. Mỗi lạc đạn của tôi là mỗi hơi thở của quỷ. Ok. Vào đây. Bọn này xây nhà không núi à. Xong. Bị ke bị thương nặng vậy, bị ke bị gì. Má trúng một viên vô vô
đạn gì mà rượu không thốn vô đạn sạc gân à. Rồi đốt. Không phải rút mà là chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Cười. Má mua quá to luôn em. Có lẽ nó sẽ ảnh hưởng tới video. Thường là như vậy. Vũ khí sinh chắc. Này bán trả được nhiêu tiền, lấy mấy cây bán đi 400 này. Mấy cây 10 đồng mình cút đi. Rồi. Đố. Đây đào xong rồi. Lui đây. Đủ đâu ra điện có thêm 120 lông bò Bắc Mỹ đã vậy. Cho mấy con bò tôi rụng lông. Go. Điều 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 hình gì. Từ nha, độ ông chưa lột xác con này nha. Ai làm gì đó đây? Trương Hấn. Lại lên cây nó ăn mất. Lọc đồ, lọc đồ. Lọc đồ. Lọc đồ thằng này. Lọc đồ thằng này. Lấy mấy cái giáp của nó. Điều độ không tốc độ mà đi từ đây vô đây là mà còn lớn hơn cái tốc độ đi từ đây vòng vô đây nữa. Kinh thật. Điều. Một cây này càng lúc nó càng bự lên thấy gì nè. Xác trang phục. Trang phục. Trang phục hư. Áo giáp. Rồi. Điều. Ok. Sam bị nhiễm trùng. Mấy gì nhiễm trùng như vậy? Anh em bác sĩ kêu. Mày bởi một thận rồi. Má tập người hú vậy quá. Tôi ngán tập người hú. Tôi không muốn nhận tập người hú đâu. Ghét đàn ông. Thôi giải quyết vấn đề thôi. Đây là cái phí để tụi mày được sống.
thận phổi. Này mất thận là lấy phổi. Thận phổi. Thận phổi. Y tá cho hình gì? Ok. Còn nào nữa không ta? Hết rồi đúng không? Thú hoang. Sao đủ không? Cái đây vẫn chưa chồng cho mấy go shipper đâu. Ai chịu trách nhiệm vụ này đây? Đợi sáng đi. Kết cấu. Điều 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 điều. Kito. Chắc giờ hết đóng giáp luôn đây. Ở đây dưới đây để vũ khí rồi. Để mình dễ kiểm soát được cái số lượng giáp. Má nhìn đây không biết cái giáp nào là cái giáp nào luôn. Ở đây thường là đa phần đều chế giáp, còn ở đây mới là chế vũ khí nè. Điều 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 điều. Lũng tiền, lũng tiền, lũng tiền. Mỗi thằng ngàn tiền. Cảm ứng tâm linh. Chắc gắn một cái này cho hoàng đế nữa. Lá rơi có rộ không? Chưa có luôn. Cái này là tăng độ nhạy tâm linh. Điều 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 điều. Má. Buổi sáng rồi, trời sáng chưa? 8 giờ sáng rồi. Anh em hậu cần lại tiếp tục nóc thuốc vô một ngày làm việc. Năng suất đi. Thuốc đâu? Red Bull vô làm việc. Con nít không uống Red Bull rồi à? Má game nhân văn dữ vậy. Nghĩ nó là shipper. Ừ nghiện đi bro. Má trồng hết đống cây tôi cái. Ây da, tôi không cho trồng trọt hèn gì. Má xin tôi thấy sao tất cả mọi thứ đều được trồng rồi mà cái chỗ này nó không trồng. Ông ma. Vô lý. Tốc độ ơi. Má super tốc độ luôn. Mà tính làm gì nữa không ta? Điều 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 điều. Thứ tôi cần là khai thác cái chỗ uranium nó để nạp đạn cho chỗ này. Phát hiện quặng lát steel. Rồi anh đi. Lá gơ bị gì vậy? À lá gơ đang hỗn hợp.
rồi quét mặt đất thép. Giờ mà quét thép ở trong nhà nữa là ngon. Mấy lúc mà nó có cái sự kiện gì đó nứt gần nứt trong nhà có cái để làm. Đủ xa quá. Còn giáp của con này nữa nè. Cái mấy cái mũ này mở được last steel ngon quá. Thanh tẩy bị gì đây? Má thiếu đồ ăn, thiếu đồ ăn, thiếu đồ ăn. Thiếu đồ ăn, thiếu đồ ăn. Go. Chiến đứng đây. Tôi kẹn ra đi. Vậy bắn lâu còn chịu đùa quấn nhau nữa. Má có biến rồi anh em. Ui lũ đạn. Shit. Má tỉnh chưa? Ăn cháo rạng tỉnh chưa? Chưa lưu đây. Cái này pháo laser không gian, cái này hiếm lắm. Cái máy đó sức công phá kinh khủng luôn á. Rayto nằm cha rồi má, Rayto ăn cháo đạn vô người má nó phê. Nó phê. Rút. Rút đi không có thời gian đâu má, chạy chửi Rayto nữa. Hai tù binh let go. Má nó đồ ăn này ăn đồ ăn đã luôn. Ăn ngu người luôn nè. Rút thôi. Cười. Go. Về. Giờ là đám cưới vô quân chương nào. Mày chết không vô. Xong cái kiểm soát thực khởi nè. Anomaly. Cười. Đây cái máy mà tôi nói đây. Nó bắt buộc phải xây giống vậy nè. Nên phải để nó mở bự ra nữa. Hay là để áp chế tụi nó. Rồi.
Còn dự án dị thường tiếp theo là nghiên cứu nghi lễ. Cái nghi lễ sẽ để đây để mình khuấy động tâm linh, để mình kiếm ra mấy con anomaly nó bắt nó. Vừa vừa qua đây không đi. Mày chưa xong đâu, tôi còn phải thêm một bước lấy thận xong rồi lấy gen của nó. Chứ ở nhà tôi mà lấy gen thì không đủ đáp ứng. Lẹ 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 lẹ. Mấy kia Kito đâu? Sao chơi rồi? Ôi sao chơi lắc game luôn. Cúp điện cái mở điện lên đó. Ở đây sắp chết đói luôn nè. Đồ ăn đây, đồ ăn tới đây. Hôm mà cái này chạy bằng xăng, này chạy bằng điện chích mẹ luôn. Chạy điện là banh xác. Chi giờ tới mà đợi anh em mà giờ tới là xong. Má cúp điện nó tối hùi. Ôi ôi. Vừa đủ luôn. Hoàn hảo. Xong. Xây thêm mấy giường bệnh đây. Tôi làm hết đống này luôn đi. Rồi. Xong rồi thì công nghệ sinh học nè. Máy chích gen 1 2. Xây sao mà nó đi được càng nhiều càng tốt. Mình làm một lần luôn. 1 2 3. Để này qua đây. Ok. Ngon lành. Cứ thế này là phát huy.
nên để thêm mấy ủ súng đây, thằng nào quậy cho nó cút ngay. Mình làm ngoài giáp vòng luôn ta, lỡ chui vô đây à? Mà chui vô đây mà đi lên tới đây độ họ nó kẹt đá kẹt núi lung la má khổ như chó. Thôi để chui đó rồi quanh giờ đi. Có điện rồi. Một trăm hai mươi mốt linh kiện. Tưng 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 tưng. Sao đang có điện ta? Dậy đi, dậy nữa đi, kết nối tối đa kết nối cùng lúc mỗi tòa nhà 6 cái à. Độ trừ giam giữ cộng 10, độ bền giam giữ 209. Đó, vậy mà quẩy họ 40 cái. Xây cái này mà cái vườn nào xuất sắc là bưng ra đây. Cơ hội để tăng thêm vườn VIP cho anh em đế chế. Nằm vườn nào cũng phải là xuất sắc. Rồi coi kéo quân ra lùa hai cái này với lại đống này. Chuẩn bị đợt giao thương tiếp theo bắt đầu rồi. 2,3 ngày nữa. Mà giờ để anh em đi săn cái má săn kiếm da mới ok được. Kẻ nuốt chửng tấn công. Ui đủ cay. Mấy con cá biết đụ không biết chạy. Mấy này hình như là có tuyệt chiêu quá, nhảy tới nuốt luôn em. Mà giống Leviathan trong Đất Kẹt 2, kiểu đụ không nó ra mà mình gỡ không kịp là mình bị nó dí trong đó luôn. Má quân chủ lực của tôi chưa giờ tới nữa, 40 con rồi. Má chắc bọn này nó mạnh lắm á. Sao 40 con vậy? Không có kẻ thù nào mạnh hết. Yuchi nằm nghỉ xíu đi bà gu. Ra đây. Tới lúc rồi. Xì mó ớt. Xuống lấy cái AK. DDL. Không có cây nào đàng hoàng á. DDL cầm cây cao đi. Vũ qua đây. Hùng mưu này. Thì đang đứng đợi nó căng quá đem pháo vô. Trường Huấn kêu mấy thú ở đây.
Go vào vị trí. Quá lực cỡ này đủ ok chưa? Thăm anh vào đây, chuyển hướng nữa đây. Rồi thì em đợi kích hoạt thôi. Điều đây mấy thằng nhóc đứng sau cái tường đi đủ hộp, anh em bắn súng bắn dính rồi chích cụ luôn á. Lên rồi đi mấy con cá. Chi bị gì vậy? Uầy, má bọn liền nó trâu thiệt á. Vẫn chưa con nào chết luôn. Ủa, rất căng, hoàng đế. Má nó trâu kìa. Trời má, trời sống gần cỡ đó. Mà đủ không vẫn cảm giác như mấy này nó không có vấn đề xi nhơ dữ này á. Được phát. Má nó giậm mình đùm lum nó không chết luôn mà. Nó good rồi. Má gì hoàng đế TTN. Đế chế của chúng ta sẽ không hất khẩu. Ê bọn này vẫn là thú à? Không thể chịu hồi để chiến mục tiêu hoặc khác. Đủ không, tôi tưởng nó hát não rồi đó chứ. À không sao, vẫn còn hoàng đế này. Hoàng đế chơi mấy nhóc ác này được. Hoàng đế này. Tụi mày là hư sinh vật. Từ hư không nè, đủ nó nhảy vô cái. Ê! Giết chó này nhanh. Chị đâu, vô chị đâu mà anh em cần mà gu. Nhanh lên. Má cảm giác sẽ có người chết. Tình hình đang rất hỗn loạn. Mặc dù là độ TTN đã địch một quả, chỉ huy chiến đấu lên đi. Má đây có hoàng đế tham chiến với anh em đây. Hoàng đế đủ hỏng. Hoàng đế địch thêm cái xung tráng coi. Mưu nè, đủ nó nuốt nào đây nè. Thù má dưới đây sống rồi. Cảm giác nó rúi thật sự. Nó là nó đang cảm đang đợi tôi đi chứ. Dư chi. Dư chi đủ không có gu. Ủa nó cài dưới đây nè. Đủ nó bắt vũ luôn, nó bắt không bị gô luôn hay gì kìa. Chuyển hướng rồi. Vô lụm đi. Má vận chuyển nó đủ, nó cạm máy vận chuyển, má nó tiêu quá nhanh dưới. Có vô chị ở đây, má bọn này nó mạnh điên. Không ai chết là được, không ai chết là được. Má bọn này nó mạnh điên em ơi. Bắt hết. Nhưng mà bọn này mà sống là nguy hiểm nha. Tại vì nó chụp cái là không ai cứu là chết luôn á. Má có nên là bắt nhiều không trời. Hơn mà có chiêu địch choáng á. Bọn này nó là sinh vật từ hư không nên tụi nó cũng, nói chung là tụi nó bị dính tâm linh cũng mạnh đấy. Nhưng hai nữa mà
Anh em cứ giải quyết cái đống chích tiện này trước đi đã. Sợ này, một con bị nó nuốt chửng nó chết luôn nè. Này mà mình không để ý nó, mình cũng kịp là bao chết luôn, không chạy được. Đủ còn con tỉnh vậy cơ, có đủ nổ luôn rồi. Nhanh, nó bắt ai vậy? Đang tiêu hóa máy vận chuyển trong vòng máy 30, tầm 30 giây là chết rồi. Chỉ mỗi lần nó nuốt ai là nó không di chuyển được. Nguy quá. Đồ hồi có khi bọn này má bạn vô vàng mặt giáp gọi là Cataract mà vàng hay con mẹ gì cực phẩm nguyên hội thì bạn vô bọn tôi thì bạn cũng cút. Kiểu vậy. Nguy hiểm phải cứt. Cái gì? Thoải mái đi, mày cầm gì mà cầm cung hả? Cung để Hunter ra bụng nó. Ủa sao không bắt được nữa? À không có chỗ để bắt à. Đây đây đây, chưa xem xong chỗ bắt à. Sẽ lẹ mấy cái chỗ giam đi vừa luôn. Nãy mà tổng người thú mà áp chế được bọn này bằng skill tiếng hóng thú hoang dã là quá cũng kinh lắm luôn á. Câu tơ cực mạnh luôn nhưng không được, chỉ có hoàng đế Titan thôi. Đừng nhờ hoàng đế Titan, cỡ như thanh tẩy hoàng đế Titan địch cái cũng ói lên ói xuống đó kiểu vậy. Ủa thịt cá ăn rồi má, cá này cá gì vậy? Cá pyjama hả? Bắt này luôn đi má, bọn này trâu điệt má, trâu điên. Trâu kinh dị. À, trâu kinh khủng. Xây lại hàng rào thép thôi. Nghĩ cứ nỗ lực Haman. Phan Tân chết rồi. Không sao. Có thêm mấy con gấu mới đây. Tiếp tục là Phan Tân. Còn đây đặt tên là gì đây? Shiromaru. Trò chuyện chiêu hàng. Cái này lấy hết nội tạng nữa rồi đúng không? Rồi đợi xe xong đống này thôi. Bọn này hồi phục lâu. Khai thác Hamogen nữa. Quên mất. Má giờ nhìn mà anh em người hú tôi chán luôn. Thì khi quân chương lên là đủ không, nhìn mà anh em má người hú nhìn chán luôn. Quá đâu ra người hú nhiều quá cứt. Mọi Khải Hoàng trở về rồi đây. Vô nhà anh em ơi. Chú làm đám cưới vô quân chương với Haman thôi. Go go go. Sức khỏe chắc là cũng sẽ để một cái kệ thú ở đây.
là khỏi luôn, bọn này có đáng sống không mà. Cứu được cứu, không cứu được thôi. Kip và Alan đã chia tay đờ phát. Chịu. Hoàng đế không can thiệp mấy chuyện đó. Hôm nay toàn chăm sóc bằng tay không hả? Hả? Tôi biết cài cái đó đâu luôn. Chăm sóc bằng tay không à? Xóa khu vực. Cỏ khô. Rồi. Bán về luôn. Bồ, công anh. Cỏ khô. Rồi. Đó, vậy đi. Nhìn cho dễ dễ chịu xíu. Mày xong hả? Từ đây đi qua đây tốn bao nhiêu thời gian? Một ngày. Ngày 7. Hai ngày rưỡi. Lui đi. Nặng rồi. Chỗ nhanh. Đó. Ngày rưỡi còn không phải 9 ngày. Giờ kịp ăn đám cưới của Hằng Anh với gì không? Rayto. Rayto trang bị. Cây đi. DDL. Sao nó chết vô những chồng đủ chịu.
vong linh sơ cấp. Đó, bây giờ là mình có khả năng khuấy động tâm linh rồi. Từ để phá hết mấy đã. Tiếp theo là sẽ nghiên cứu về gì đây? Phải tâm mấy cái chiêu gì đây? Tăng độ nhạy cảm tâm linh trong vòng một thời gian. Bất kỳ đâu ti bắt có một kẻ địch ngẫu nhiên đủ. Cóc luôn, gọi động vật. Đủ. Nghi lễ cao cấp. Nâng cấp này chưa đã. Muốn cái nghi lễ này hoạt động tốt là phải có cái trụ này. Cái trụ này giống mấy cái tượng kia. Chứ có cái đó mà nó tỷ lệ thành công nó thấp thì cũng như không mà không có ý nghĩa lắm anh em ạ. Cảnh báo khẩn giam giữ không đủ. Ngoài kia ra xây cửa đi. Đùa nào phá hết mẹ chỗ này rồi. Tiếp tục là tiếp một thiếu thép tiêu uranium trầm trọng. Chuyện này đi má, nó dậy dữ quá. 238 209. Chưa thấy chồng, mặc dù đã cho chồng nhưng vẫn chưa thấy chồng. Đờ phát mấy gu. Mấy cây lớn nhanh dữ. Giải quyết vấn đề đi anh em. Điều nữa. Tù nhân trốn thoát. Chắc là mày trốn được. Mày sao vậy? À, nãy có hai tù binh. Cười. Richard, chở nó đi. Richard đấm nhau, chương hướng chạy. Chương hướng quý lộn dở lắm. Rồi, mày biết tin gì chưa? Mày sẽ chết. Quá thốn. Đấm đó. Điên nè. Ồ đủ quýnh hụt cũng vậy. Ok.
Đặt khoan, mắc hơi lại. Cười. Thằng dưới đâu? Hình gì trốn mẹ rồi à, nè hồn cười. Mình tâm virus show gì đây? Not good. Not good but true. Nó vừa làm đám cưới nhanh con mẹ nó tay lên. Nó để em hưởng hào quang đấy chứ. 6 tiếng nữa là hoàng đế mới phát biểu rồi nè. Nhật Chi phát biểu chứ đi. Nhật Chi không phát biểu luôn. Đủ họng đó. Khó chịu thế nhỉ? Nhà đó đi. Lo việc trong nhà chứ đã. Điều 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 điều. Này 35 đúng không? Xích lại cái 205 205 sáng này 238 này hay là 205 ta? Hay bị dữ ta? Hay do cái này mình xây tường hai lớp. Này 205 ổ này là 209. Đủ. Lạ lùng. Niềm tin quá thiếu thép quá. Trưởng đồ anh mâm con cá ra được nhiêu thịt? Hơi nhiều quá má, 200 mấy luôn á. Kinh. Sang nhà xây thêm cái này ở đây rồi. Thép thép tôi cần thép. Năm bị gì nữa, ngủ trong giá lạnh gì nữa. Hai mươi mốt độ C mà thiếu thép quá.
Mấy ngày sau chưa? Gần giờ tới. Hoa hồng. Sóc thú Russo. À, bộ trưởng bộ ngoại giao nghiện ngập quá. Chắc là do mấy giường này nè. Nó lấy thép xây mấy kia đi với gô ơi. Đồ cây nó mọc thêm luôn này. Ngon. Má thép đúng là một cái gì đó rất cần thiết ở trong cái game chích tiện này luôn á. Nào đạn pháo, dây điện, gào tường bla bla bla. Rồi luôn. Có biến. Má biến tới. Rút. Mấy cái này nó xây gần quá là nổ liền luôn á. Tôi chưa kịp gỡ mấy này ra nữa. Tôi tìm hiểu nguyên nhân thì chắc chắn là do mấy cái này. Bữa nó tự nó bụp liền luôn. Chắc là do mấy này. Đi 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 vô nhà lẹ anh em ơi. Ray to quá này chắc phải cho nghỉ ngơi rồi, nghỉ hụ rồi. Nó công liền mà. Chạy lẹ không gì ngỏ mấy. Má súng bị mất nhiều quá. Nhưng mà sao quân chủ lực của tôi đang ở đây chơi được. Bảy được khởi nè, bậc cơ bản à, phải cho cậu bậc cơ bản mới được hả? Và tầm hai con nữa mới nâng cái này lên level 2 được. Điều 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 điều. Chết mẹ chưa. Hồi đi từ hướng này lên nó vỡ mồm luôn. Chạy này nè. Đợi mấy ngựa đi. Nếu tụi nó trung hành tụi nó sẽ vẫn ở đó. Mình lo cái mạng mình trước đã. Như bọn này tự biết chui nhà ngủ đúng không? Tại nó có chỗ ngủ mà. Cũng cầu cái là vậy. Hoặc là không luôn. Phải lúc rồi anh em ơi. Vậy mấy thú làm gì ra đó vậy? Má báo rồi. Henry báo rồi. Sống mẹ nhà rồi. Hai người này chắc chơi được bọn này á, bỏ lên đi. Máu rồi. Má nằm kẹt cái cửa luôn, cho nó vô nhà luôn.
chuyển hướng ở đây. Lẹ 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 lẹ. Má, hoàng đế đang bị lâm nguy. Chuyển hướng ở đây. Ôi gì ơi là gì. Kệ Henry đi. Ôi con trời ơi, rạn lửa nữa. Đứa này chỉ huy thôi. Ủa anh em ở đây đủ chơi nổi không vậy. Ủa tinh thanh đời chứ thanh tẩy đủ mạnh lắm. Cắn nước vô nè. Chờ đi. Má nó chào vô được rồi. Mấy cái này ra đây luôn, quả lực cảm giác như không đủ lắm. Cứ rồi đánh xuống này trước. Xuống đây. Em bay quá nữa luôn, đụ họng tụi nó. Vô. Rồi sao rồi. Mà đây vẫn đang gọi là giao tranh rất căng. Thinh đời nó thanh tẩy chơi gần hết tụi nó rồi. Gần hết nổi không hay là đụ không đang bị đập té đầu đây. Mấy con này cũng rất đau. Nhưng mà không sao, mấy này tàn quanh hit quanh kêu mà. Ui nổ rồi. Má thiệt hại nặng rồi. Kiến lên này. Má thiệt hại nặng rồi. Ba con rồi. Đừng có nhờ bữa đàn thú rồi. Bữa đàn thú cũng chưa ngán nào. Má đập nhau rất căng. Quả này bệnh viện lại quá tải rồi. Quả này anh em giải tán đi. Giờ thôi. Là háo một chặt một đập và cút. Thành đờ gác phút giờ luôn đi. Má bệnh viện quá này tan rồi. Cứ không ai đem bình cứu quả đâu mà. Mày dập lửa tay đi. Rồi. Má mấy con kiến lìn này. Còn phải sống phòng thủ đang yếu nữa. Chưa xe lại nữa chứ. Đủ mới bị con cá công xong má giỡn thiệt. Để biến đời đi nè. Rồi đóng cửa đủ nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đủ còn nữa kìa. Đủ nó bỏ qua lá gơ luôn. Bỏ qua lá gơ. Mới nó bỏ qua lá gơ quay qua đấm lá gơ. Nó đấm lá gơ xong nó chết luôn. Hồi má nhà tù tiếp tục nổi loạn. Hình Di chắc chắn là đại ca, không nhà thằng nào dám đụng nó vô Hình Di hết. Run Hình Di lắm. Rồi má giải quyết đi nè. Đạt Phan à. Má này đi để đóng cái cửa lại cái. Không ai chết là được. Ngoài nó cào giá mình cỡ nào mới 1/3 à. Không sao, thanh tẩy ổn không, thanh tẩy đi thay giáp luôn rồi. Còn giáp cataract mà
Tôi có cho thanh tẩy mặt giáp vào tao đó không? Nè, nâng lên thành elite tăng cơ này. Đó, nhờ Thunder bảo vệ được Thunder nên mới nâng lên, không là đủ, không chỉ làm lính quen thôi. Có tư tưởng phản phản chủ là chỉ làm lính quen thôi. Thôi cứu quân Phan nữa nè. Xì bó đi. Chương thấn cũng là một cái gì đó đủ dư sức chặn đứng một đợt tấn công của cái thù từ một cánh. À, thanh tẩy lên lon, tẩy nó được mặt giáp Cataract. Chưa. Nếu tình cha của Thanh Tẩy là Karasu nên đậu không hoàng đế tiên em chưa lấy cái đầu của Thanh Tẩy đó. Không là Thanh Tẩy cút rồi. Vì tội quá phạm thượng. Kích động hư vô. Rồi để anh em tôi hồi phục cái máy kích động hư vô nó kéo tới quýnh nữ. Thì độ thứ chịu nổi. Thôi nghỉ rồi anh em ơi. Cơ tìm em video tới đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu là thích hãy để lại một like, một subscribe. Tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em ở video sau.